cho hôn trường của chúng ta trong nhà. Các cụ ông cụ bà ngày hôm nay này mong muốn mình trẻ này để sống đến thời con trai con gái. Nhìn cô dâu chú rể ngày hôm nay cũng muốn mình trẻ này để sống đến thời con trai con gái cùng hẹn nhau lên cầu và đội nón trao khăn. Rồi về nhà dối mẹ dối thầy nón bay mất rồi. Nhưng thưa toàn thể quý anh chị quý vị gần xa thân mến, đôi bạn trẻ của chúng ta trả dối mẹ dối thầy ngày hôm nay cũng đóa hoa tươi thắm. Và vâng, trên không của chúng tôi cũng biết rằng chim tung cánh báo tin mừng hạnh phúc để hoa nó cười đón ánh nắng ban ngày. Vâng, quý vị chúng ta cũng biết rằng trăm hoa luôn nở một giờ, không bằng một phút đợi chờ đón cô dâu. Cô dâu đã về với phòng cưới ngày hôm nay đây. Quý vị cũng thấy rằng phòng cưới của chúng tôi rực ánh đèn đồng, ai ai cũng muốn để về chúc mừng nửa đôi. Vâng, chúc mừng cho đôi nửa xây đời để lái con thuyền hạnh phúc tới bến bờ tương lai. Thưa toàn thể quý vị quý thân khách thân mến, ngày xưa thì pháo lổ đi đùng, giờ đây không có pháo thì cũng biết rằng là nụ cười chúng ta cười giòn giá, cười thật là phấn khởi. Chúc phúc cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta đây với quê hương yêu dấu của chúng ta đều thấy rằng đón được cô dâu chú rể về khán phòng này không phải là một tràng pháo tay thật to thật quan tài của quý vị phải chờ đợi đâu nữa. Xin quý vị một tràng pháo tay thật to thật dài thật to để ban tổ chức kính đón. Let's go, let's go, bắt đầu. Để trở về buổi lễ anh thôn cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Chúc mừng ngày phúc, chúc tương lai của cô dâu chú rể. Xin mời cô dâu chú rể trở về sân khấu để bạn thật chứng làm lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ. Xin một tràng pháo tay của quý anh chị. Xin mời cô dâu chú rể lên làm lễ thành hôn. Dạ vâng, người hạnh phúc nhất trong căn phòng này. Xin mời đôi bạn trẻ hãy lên sân khấu để ban tổ chức làm lễ thành hôn. Nào xin mời đôi bạn trẻ hãy lên sân khấu. Chào mọi người, giòn to của quý vị. Vâng, xin mời hai bạn lên đây. Chào. Lên đây đi. Xin mời hai bạn lên đây. Xin mời các bạn chú rể cố lên, đây là hạnh phúc khó quên trong đời. Một kỷ niệm khó quên trong đời. Kính thưa toàn thể quý anh chị chị, bên cạnh tôi đây là hai đóa hoa thật là lộng lẫy nhất trong ngày hạnh phúc trong năm. Hai bạn đã trở về đây với gương mặt này ra mắt toàn thể các cụ công các bà các anh chị. Kính thưa quan viên bốn họ hai gia đình, ngày hôm nay được sự chức trí của chính quyền của đôi bên địa phương, đôi bạn trẻ đã ra mắt toàn thể các cụ công các bà các anh chị quý vị thân khách. Chúng tôi xin tuyên bố lễ thành hôn của đôi bạn trẻ được bắt đầu. Dạ vâng. Xin mời cô dâu chú rể có nói gì với toàn thể quý vị chúng ta đây, một lời chúc và lời chào của chú rể. Xin mời chú rể. Không phải nói hôn đây. Xin phép các cụ công các bà trong nhà. Lời cảm ơn của chú rể cô dâu cũng muốn gửi tặng đến là kính nhá. Chúc sức khỏe của các cụ công các bà và cảm ơn cảm tạ đó. Và một anh trai anh ấy nói thay cô dâu chú rể là để đáp lại cảm tình thì mời cô dâu chú rể hôn nhau, đúng không? Kính thưa các cô ông say thuốc mà kính thưa các cô bà say dầu, kính thưa các anh chàng trẻ nam nữ thanh niên là nhìn nhau say đắm. Các cô ông thì say thuốc mà các cô bà say dầu thì hôm nay cô dâu chú rể say nhau bằng nụ hôn của riêng mình.